Đức Thọ chốt phương án bồi thường dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Chiều ngày 26 tháng 7, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, đoạn Bãi Vọt, Hàm Nghi qua địa bàn huyện Đức Thọ tổ chức họp dân thông qua phương án bồi thường đối với 313 hộ dân thuộc hai xã Lâm Trung Thủy và Thanh Bình Thịnh có đất nông nghiệp bị thu hồi đợt 1. Trong đó, xã Thanh Bình Thịnh có 293 hộ với diện tích bị thu hồi 11,9 hectare. Xã Lâm Trung Thủy gồm 20 hộ với tổng diện tích 1,06 hectare. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Đức Thọ bồi thường cho người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi ở hai xã Lâm Trung Thủy và Thanh Bình Thịnh theo quy định là 166.600 đồng trên mét vuông. Trong đó, đất nông nghiệp là 53.200 đồng trên mét vuông, hỗ trợ chuyển đổi nghề 53.200 đồng trên mét vuông, hỗ trợ một vụ sản xuất lúa là 7.000 đồng trên mét vuông. Ngoài ra, đối với các hộ dân có đất bị thu hồi từ 30% đến dưới 70% thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong 6 tháng. Mỗi hộ khẩu 30kg gạo trên 1 tháng nhân 6 tháng. Đối với các hộ có đất thu hồi từ 70% trở lên đến 100% thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong 12 tháng. Các gia đình thương binh, người có công với cách mạng, hộ nghèo, tùy từng đối tượng sẽ được hỗ trợ từ 2 đến 3 triệu đồng. Chỉ áp dụng chính sách này cho các hộ có đất bị thu hồi từ 30% trở lên. Đối với phần diện tích đất còn lại của thửa đất nông nghiệp sau khi bị thu hồi nhỏ hơn 150m2 hoặc diện tích thửa đất còn lại không thể tiếp tục sản xuất, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các cấp xem xét từng trường hợp cụ thể để đề nghị thu hồi và thực hiện bồi thường theo quy định. Sau khi Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Đức Thọ thông qua phương án áp giá bồi thường đối với diện tích sản xuất đất nông nghiệp bị thu hồi, 100% hộ dân đã hoàn toàn đồng tình và thống nhất thông qua phương án bồi thường. Theo đó, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Đức Thọ phát văn bản kiểm đếm và văn bản áp giá bồi thường cho các hộ dân để bà con kiểm tra, ra soát diện tích đất thu hồi, giá tiền bồi thường để địa phương tiến hành chi trả đảm bảo theo đúng quy định.